Xin chào các bạn, chào các bạn quay trở lại kênh Tôi Vi Tính. Trong video này tôi sẽ hướng dẫn các bạn vào chế độ fastboot của con máy Xiaomi Redmi 8. Đây, ta sẽ vào chế độ fastboot nhé. Đây là điện thoại Redmi 8. Mà khi mà cần vào fastboot để làm gì thì khi các bạn đang cần tìm video này thì các bạn sẽ biết ta cần để làm gì nhé. Ví dụ ta sẽ cài ROM hoặc là sử dụng các chức năng của chế độ fastboot. Để thực hiện thì chúng ta tắt nguồn, dí nguồn, tắt nguồn. Đã sử dụng hai tờ phím là phím giảm âm lượng, volume down nhé. Dí giảm âm lượng trước, sau dí nguồn. Giờ có logo, ta thả phím nguồn. Đó. Máy sẽ vào chế độ fastboot. Chế độ fastboot nó chỉ như này thôi nhé các bạn nhé. Sau đó cắm máy tính thì nó sẽ nhận chế độ fastboot của con máy Xiaomi này. Để thoát khỏi chế độ fastboot thì chúng ta sẽ dí nút nguồn 10-15 giây tùy từng máy và tùy từng lúc. Máy sẽ khởi động lại. Còn vừa rồi là mình vừa dẫn các bạn thực hiện vào chế độ fastboot mode của con máy Xiaomi Redmi 8. Và những con Xiaomi khác thì ta cũng thực hiện tương tự như vậy nhé. Chúc các bạn thành công. Các bạn nhớ like, chia sẻ video và đăng ký kênh của mình nhé. Chào các bạn.